厨房里面有抽油烟机。
lên chị. À, các bạn ở nhà, bếp của các bạn ở nhà có cái máy hút dầu không ạ? Dạ vậy ạ. Các bạn có cái máy hút dầu ở trong nhà bếp mình không ạ? Bộ đến đâu rồi, nó sẽ dù đeo chín, hảo bộ hảo chín. À, thì coi như là Tết sắp đến rồi, mình phải làm sạch cái máy hút dầu. Thì cái công việc làm sạch khó hay là dễ? Khó. Thật đáng chứ. Rất là khó làm sạch. Hơn không chất độc thì sân thì nhỉ. À, uống hồ thì mà cái chất độc đấy nó vào ở trong cơ thể các bạn. Chất độc sân thì nhỉ, nó sẽ dù. Những cái dầu đó mà ăn vào trong cơ thể của chúng ta. Nhìn chất biết hảo chín. À, bạn sẽ không có cái cách nào mà làm sạch nó được. Làm cho lại chín. À, có khi nào mà bạn lấy nó ra để làm sạch được không ạ? Trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là sân phi tôi sẽ nhận. Tố sụ yếu tại sân phi tôi sẽ nhận. Cho nên bệnh của chúng ta là như vậy. Độc tố nó ở trong cơ thể của chúng ta. Thế sân phi là sân phi. Đây là nguyên nhân thứ hai. Thứ ba. À, nguyên nhân thứ ba. Đa phụ phân sân phi đều là sử dụng suy không hảo. À, cái nguyên nhân thứ ba làm cho con người ta bị bệnh đó là có giấc ngủ không tốt. Suy không hảo là 它最容易表现就在眼睛。 À, cái ngủ, giấc ngủ không tốt thì cái biểu hiện mà dễ nhận thấy đó là ở cái mắt. 所以很多人黑眼圈。 À, có những người là cái có cái quầng mắt thâm đen. 有什么东西可以治黑眼圈? À, thì có cái thức ăn gì mà có thể chữa cái quầng mắt thâm đen ạ? 没有办法。 À, không có cách đâu ạ. 会睡觉就可以治黑眼圈。 À, và cái việc giấc ngủ có thể chữa được cái quầng thâm mắt ạ. 所以睡得好的人气色比较好，还是睡不好的人气色比较好？ À, các bạn ơi, những người ngủ tốt và những người có giấc ngủ không tốt thì khí sắc cái nào tốt hơn ạ? Đúng không? À, 所以你就知道，睡觉的时间就是你身体在做修复的时间。 À, cái thời gian mà cơ thể của chúng ta ngủ đó là cái thời gian cơ thể chúng ta tu bổ. 就是你身体在做修理的时间。 À, nó sửa chữa bên trong cơ thể. 这里破掉补一补。 À, cái chỗ này có vấn đề thì coi như là bù gặp. Nên cái tân phao quay đeo, quan đi quan. À, cái đèn nó bị hư thì đổi. Thế là siêu bù. Cái này gọi là tu bổ. Suy thì sinh thì nâng có siêu bù, thì sẽ không nên sinh bị. À, cơ thể của chúng ta có cái khả năng tu bổ thì không dễ bị bệnh. Thì cái bộ 51 tuổi. Các bạn nhìn tôi, 51 tuổi. Và tôi từ nhỏ ăn chay. À, và tôi ăn chay từ nhỏ. Hoàn toàn không ăn thịt. À, hoàn toàn không bao giờ ăn thịt. Tôi vẫn tầm 182 cân. À, tôi vẫn cao 1m83. 我还是一样长得那么壮。 À, tôi cũng rất là khỏe mạnh và vỡ. 我很多朋友跟我站在一起，看起来都像60岁。 À, có nhiều người bạn đứng ngay cạnh tôi nhìn họ là giống như là 60 tuổi vậy. 所以我就不容易打。 À, tôi không dễ bị già. 为什么？我保养。 Vì sao? Vì tôi biết chăm sóc. 就等一下给你们看几张照片就知道，哎，真的差很多了。 À, tí nữa tôi sẽ cho các anh chị và các bạn xem vài cái hình ảnh. 我比我二十年前的我比我现在还老。 À, 20 năm về trước tôi còn già hơn bây giờ đó. 真的? 好的。 所以呢，我等一下来给你们看就知道。 À, tí nữa tôi sẽ cho anh chị và các bạn xem một số hình ảnh. 会保养跟不会保养是差很多的。 À, cho nên là biết chăm sóc sức khỏe và không biết chăm sóc nó xa biệt, khác biệt rất lớn. 所以这个就是你会睡觉。 Cho nên là nếu bạn có giấc ngủ tốt thì bạn sẽ khỏe mạnh. 我想调查一下过往以前有睡不好的，所谓睡不好就会做梦，好，然后呢会抽筋，啊，就睡不好的，然后呢没有办法一觉到天亮的举手。 À, và tôi muốn làm một cái cuộc điều tra từ trước trở về ngày hôm nay. À, giấc ngủ của các bạn có tốt hay không? Thế nào gọi là giấc ngủ tốt? Giấc ngủ không tốt thì là hay nằm mơ này. Nằm từ sáng, ngủ từ sáng đến tối không có thể là ngủ được một mạch này. Hoặc là khó ngủ này. Hoặc là giữa chừng thức giấc dậy. Tôi muốn điều tra các anh chị và các bạn ngồi ở trong khán phòng này, có ai có tình trạng giấc ngủ chưa tốt ạ? Các bạn chú ý hay giơ tay ạ. Có rất là nhiều người gặp cái tình trạng này. À, cho nên ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách ngủ. 你就可以什么很多毛病都不见。 À, thì rất là nhiều bệnh nó sẽ biến mất. 各位想想看，不要说你自己，回家问你的爸爸妈妈，爸爸妈妈，你有没有睡好？ Các bạn ơi, không riêng gì các bạn đâu, các bạn về nhà hãy hỏi ba mẹ mình xem ba mẹ mình có giấc ngủ tốt hay là không. 学了我的营养，回去就是要把全家照顾。Học cái bài dinh dưỡng ngày hôm nay.
đình mình. 爸爸只有一个，妈妈只有一个。啊，爸只有个，妹，公只有个。学会去把这个事情、这个问题问他一下。 chúng ta học cái buổi ngày hôm nay về hỏi ba mẹ mình xem. 就开始照顾爸爸妈妈。 và chúng ta sẽ biết cách chăm sóc ba mẹ mình. 这一辈子你都有福气。 và chúng ta sẽ là người mà có may mắn suốt cả đời. 好，第四个会生病的原因。 cái nguyên nhân thứ tư làm cho người ta bị bệnh. 都是排大便排的不好。 cái việc đại tiện không tốt. 大便排的不好很严重。 cái việc đại tiện là coi như là không tốt. 已经吃了很多毒素进去了。 ăn rất nhiều độc tố vào trong cơ thể rồi. 又排不掉。 nhưng mà không đào thải được ra bên ngoài. 所以很多人大肠癌。 cho nên có rất nhiều người bị ung thư ruột già. 有没有癌症？ có không ạ? Có ung thư ruột không ạ? 皮肤长痘痘。 có nhiều người da nổ mụn. 很多问题。 然后血液变得很脏， rất nhiều vấn đề và máu thì rất là bẩn. 后来肝病， sau đó là bị bệnh về gan. 多好多的问题，rất nhiều vấn đề。 所以各位，排便这件事情，很多人不知道，它是要天天排。 các bạn ơi, cái việc đại tiện của chúng ta là phải được diễn ra mỗi ngày. 我曾经问过一个人，你多久排过排便一次？ tôi đã từng hỏi qua một người là anh mấy ngày mới đi đại tiện một lần. 他说14天才排一次。 họ nói là 14 ngày mới đi lần. 哇，你想想看，吃的东西14天才排一次，你看多么惨。 什么病都在他身上。 các bạn biết không, ăn vào mà 14 ngày mới đi được thì trong cái cơ thể ấy nó xuất hiện rất là nhiều bệnh tật. 你说看什么医生啊，名医啊，吃药都没有用。có đi bác sĩ nổi tiếng hoặc uống thuốc gì đi chăng nữa cũng không có chữa trị được. 所以你们以后要改口问候。 cho nên chúng ta là trở nay từ nay trở về sau mình sẽ thay đổi cái câu mà khi chào hỏi. 问人家不要问吃饱了没有。 đừng có hỏi người ta là anh ăn no chưa. 要问你有没有排便。hỏi là cái việc đại tiện của anh có tốt không. 你今天排了没？ ngày hôm nay anh đã đi đại tiện chưa? 排了。người ta trả lời là ok rồi. 因为会吃不会排没有用的。chúng ta ăn vào mà không đào thải ra ngoài thì không có giá trị sử dụng. 所以呢，各位， 这个排便怎么排才是最漂亮？ thế thì cái việc đại tiện của chúng ta tốt nhất nó là như thế nào? 第一个，排便要有形状，就像香蕉一样。cái việc đại diện của chúng ta là cái phân của chúng ta nó phải kết thành khối thành hình giống như quả chuối vậy, đẹp như quả chuối. cái hình dạng của nó phải nó thành vuông và giống như quả chuối vậy. Đấy là cái yêu cầu thứ nhất. Có nhưng mà có nhiều người không phải vậy. Có nhiều người cục. 我说，那你都排几块？ 啊，这题都没好了，这题没够。你怎么知道你排几块？ 啊， 让他们听见你排几块。我听声音就知道。 họ nói là nghe cái âm thanh là biết rồi。排一块懂。 它就需要有纤维。啊，没有，我都给它纤维，你能够接受。好，所以纤维可以让你的大便成型。啊，可以接受，可以接受，接，所以你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 接受，
nằm trọng ở trong bụng á. À, nếu mà chúng ta không có đào thải cái độc tố ra nó nằm ở trong ruột thì nó làm cho chúng ta bị bệnh. Và cái điều kiện thứ hai của cái việc đại tiện tốt là cái mùi nó không có hôi quá. Có nhiều người đi bầu mà rất là hôi.
Các bạn nghĩ xem cái phân của đứa trẻ nó không có hôi. Nhưng mà vì sao mà cái phân của mình nó hôi quá vậy? Mà phân của bản thân mình hôi thì không có vấn đề gì. Mình quen với cái mùi của mình rồi. Hôi. Mình đi cầu xong, mình vội vàng vàng đi ra ngoài, người thứ hai bước vào. Ngồi xuống đấy, bởi cái mùi đó là chịu luôn. Bởi vì nó hôi quá. Mình ngửi mùi của chính mình thì không sao cả, ngửi mùi của người khác đau khổ lắm. Có đúng không ạ? Thế thì làm thế nào đây? 你身体有不舒服啊，一定闻一股那个粪啊，滴了个人，我从大包到头，闻了个。你看哦，排便排毒哈，排气哦，这个放屁呀，可以放很多，没有关系的。啊，各位朋友，你明白吗？但是很多人只有放一点点的屁啊，你嘛，把那个人脏脏的一，哦，从这边到臭到最后面去。啊，各位朋友们。 所以各位，记得身体臭就是毒素多，就是垃圾食物吃很多，肉吃很多。 cái việc mà đại tiện mà hôi á là các bạn nên nhớ là do chúng ta ăn thịt nhiều và trong cái cơ thể có nhiều độc tố. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái ăn uống của mình. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái ăn uống của mình. Cái điều thứ ba để biết là chúng ta có cái việc đại tiện có tốt hay không, tức là việc mà đi cầu xong rồi lấy cái giấy vệ sinh mà chùi á thì cũng không được quá nhiều giấy để chùi. Có nhiều người đi xong là chùi bằng hai tờ giấy là sạch rồi. Cái phân tạo thành hình không hôi thì xoa hai tờ giấy là sạch rồi. 代表您在这段时间也没有熬夜，吃东西也很简单。 然后没有吃太多肉，没有吃太多饮，喝太多饮料，没有吃太多垃圾食物、饼干，所以你身体。cơ thể của chúng ta tốt thì cái việc đại tiện của nó cũng rất tốt. Là nếu mà chúng ta không có ăn nhiều độc tố vào, không ăn nhiều thịt, không ăn nhiều bánh ngọt, không uống nhiều nước ngọt, vân vân, không ăn đồ chiên rán thì cái phần của chúng ta nó cũng rất là tốt. Nhưng mà có nhiều người không vậy. Đi toilet là vừa hôi. Và khi mà đi xong thì chùi. Chùi một tờ, chùi hai tờ. Chùi hết cả cục giấy mà vẫn không có cảm giác sạch. 那这个就代表什么？肠子里面。 điều này biểu hiện cái gì? Tức là cái việc đi cầu của chúng ta nó không thành khuôn. 就粘在你的大肠。 Mà nó dính vào ở trong cái thành của ruột đó. 很容易生病的. Rất dễ bị bệnh. 所以我告诉你，生病啊，就这么几种原因而已. Các bạn ơi, bị bệnh thì có mấy cái nguyên nhân mà thôi. 你只要懂了，你只要在这四个方面去改善，你就找回健康。 Các bạn chỉ cần ở trên bốn phương diện này thay đổi thì các bạn sẽ tìm được sức khỏe của chính mình. 上一次有听我讲课的学生。 Lần trước có ai nghe tôi diễn giảng không ạ? Và ngày hôm nay tôi sẽ nói một cái phương pháp khác. 你们看哈，这个我学营养啊，就是你们身体，就像一个工厂一样。 Con người của chúng ta giống như là một cái công xưởng vậy. 有没有声音？ 就像工厂一样，你必须靠，你看哦，我们要呼吸，chúng ta phải hít thở không khí，我们是靠呼吸要有氧气，hít thở không khí để có oxy，
要养到氧气啊，啊 ，OK， 可以，好，你们看啊，来继续，啊，再看一次。所以你们看哈、哦，身体就像一，你们身体就像一个工厂一样。个体我帮个人是某工厂的。人是靠呼吸，全身的器官才会健康。啊，从大呼吸的，每分钟呼吸就各个关节都累。好，有了呼吸，脑部才不会缺氧。啊，少呼吸的脑会空流。对，很多头晕的人都是不会呼吸的。cho nên là những người mà hay bị đau đầu nó cũng có liên quan đến cái việc đó. cho nên là chúng ta phải thở sâu. thì cơ thể của chúng ta mới có oxy. 才会把氧气输送到全身. oxy đem đến toàn cơ thể. 所以呢，只要缺氧的人很多毛病的. cho nên những người thiếu oxy cũng bị rất nhiều